trừ pháp nhân sanh tử pháp nhân đến niết bàn pháp hữu học pháp vô học pháp đã đốt đại pháp vô lượng pháp biết cảnh thiểu pháp biết cảnh đáo đại pháp biết cảnh vô lượng pháp tinh vi pháp tà nhất định pháp tránh nhất định pháp có đạo là cảnh pháp có đạo là nhân pháp có đạo là trường pháp biết cảnh quá khứ Pháp biết cảnh vị lai, Pháp biết cảnh hiện tại, Pháp biết cảnh nội, Pháp biết cảnh ngoại, Pháp biết cảnh nội và ngoại bằng cách quần yếu hiệp, sư yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những Pháp nào bất yếu hiệp với những Pháp ấy bằng cách quần yếu hiệp, sư yếu hiệp, giới yếu hiệp, những Pháp đó bất yếu hiệp một quần, mười sứ, mười giới. 207 những pháp nào bất yếu hiệp với chư pháp bị thấy hiệu đối chiếu và pháp bất kiến hiệu đối chiếu bằng cách quần yếu hiệp, sư yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp ấy bằng cách quần yếu hiệp, sư yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp bốn quần, hai sứ, tám giới. 208. Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp nhân, pháp nhân hữu nhân, Pháp nhân tương ưng nhân bằng quần yếu hiệp, sư yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp ấy bằng cách quần yếu hiệp, sư yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp ấy bất yếu hiệp hai quần, 11 xứ, 17 giới. 209. Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu nhân, pháp tương ưng nhân, pháp hữu nhân phi nhân, pháp tương ưng nhân phi nhân pháp phi nhân hữu nhân bằng cách quần yếu hiệp sư yếu hiệp giới yếu hiệp những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp ấy những pháp đó bất yếu hiệp một quần mười sư mười giới hai trăm mười những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô duyên pháp vô vi bằng cách quần yếu hiệp sư yếu hiệp giới yếu hiệp những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp ấy bằng cách quần yếu hiệp sư yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp hai quần, 11 xứ, 17 giới. 211. Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bị thấy, pháp hiệu đối chiếu, bằng cách quần yếu hiệp, sư yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp ấy bằng cách quần yếu hiệp, sư yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp bốn quần, hai xứ. 8 giới. 212. Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp sắc bằng cách quần yếu hiệp, sư yếu hiệp, giới yếu hiệp? Những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp ấy bằng cách quần yếu hiệp, sư yếu hiệp, giới yếu hiệp? Những pháp đó bất yếu hiệp một quần, một xứ, bảy giới. 213. Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi sắc, pháp siêu thế bằng cách quần yếu hiệp? sư yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp ấy bằng cách quần yếu hiệp, sư yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp một quần, mười xứ, mười giới. 214. Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp lậu, pháp lậu cảnh lậu, pháp lậu tương ưng lậu, bằng cách quần yếu hiệp, sư yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp ấy bằng uẩn yếu hiệp, sư yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp hai quần, 11 xứ, 17 giới. 215. Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi cảnh lậu, pháp tương ưng lậu, pháp tương ưng lậu phi lậu, pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu, bằng cách quần yếu hiệp, sư yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp ấy, bằng cách quần yếu hiệp, sư yếu hiệp, giới yếu hiệp, thì những pháp đó bất yếu hiệp một quần, mười sứ, mười giới. 216. Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp triền, pháp phược, pháp bộc, pháp phối, pháp cái, pháp khinh thị, pháp khinh thị cảnh khinh thị bằng cách quần yếu hiệp, sư yếu hiệp, giới yếu hiệp những pháp nào bất yếu hiệp với pháp ấy, những pháp đó bất yếu hiệp hai uẩn, 11 xứ, 17 giới. 217. Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi cảnh khinh thị, pháp tương ưng khinh thị, pháp bất tương ưng khinh thị phi cảnh khinh thị, pháp hữu chi cảnh, bằng uẩn yếu hiệp, sư yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp ấy bằng cách uẩn yếu hiệp, sư yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp một quần, mười xứ, mười giới. 218. Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bất chi cảnh, pháp phi tâm, pháp bất tương ưng tâm, pháp bất hòa hợp tâm, pháp có tâm làm sở sanh, pháp đồng sinh tồn với tâm, pháp tùng tâm thông lưu, pháp ngoại phần, pháp y sinh, bằng cách quần yếu hiệp, sư yếu hiệp giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp ấy, bằng cách quần yếu hiệp, sư yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp một quần, một xứ, bảy giới. 219. Những pháp nào bất yếu hiệp với tâm bằng cách quần yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp ấy, những pháp đó bất yếu hiệp bốn quần, mười một xứ. 11 giới. 220. Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp sở hữu tâm, pháp tương ưng tâm, pháp hòa hợp tâm, pháp hòa hợp tâm và có tâm làm sở sanh, pháp hòa hợp đồng sanh tồn tâm và có tâm làm sở sanh, pháp hòa hợp tùng thông lưu với tâm và có tâm làm sở sanh bằng cách quần yếu hiệp, sư yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp ấy bằng cách quần yếu hiệp, sư yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp hai quần, 11 xứ, 17 giới. 221. Những pháp nào bất yếu hiệp với chư pháp nổi bằng cách quần yếu hiệp, sư yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp ấy bằng cách quần yếu hiệp, sư yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp đó bất yếu hiệp ba quần, một xứ, một giới. 222. Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp thủ, pháp phiền não, pháp phiền não cảnh phiền não, pháp phiền não cảnh phiền toái, pháp phiền não tương ưng phiền não bằng cách quần yếu hiệp, sư yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp ấy bằng cách quần yếu hiệp, sư yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp hai quần, 11 xứ, 17 giới. 223. Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi cảnh phiền não? Pháp cảnh phiền toái, pháp tương ưng phiền não, pháp cảnh phiền toái phi phiền não, pháp tương ưng phiền não phi phiền não, pháp bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền não. Pháp sơ đạo tuyệt trừ, pháp ba đạo cao tuyệt trừ, pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ pháp hiểu tầm, pháp hiểu tứ, pháp hiểu hỷ, pháp đồng sanh hỷ, pháp đồng sanh lạc, pháp đồng sanh xả, pháp phi dục giới, pháp sắc giới, pháp vô sắc giới, pháp bất liên quan luân hồi, pháp liên quan luân hồi, pháp nhất định, pháp vô thượng và pháp hiệu y bằng cách quần yếu hiệp, sư yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp ấy bằng cách quần yếu hiệp, sư yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp quần, sứ, giới bao nhiêu? Những pháp đó bất yếu hiệp một quần, mười sứ, mười giới. Điều pháp trong ất yếu hiệp giữ bất yếu hiệp. Sắc, pháp sứ, pháp giới, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, danh sắc nhị hữu, sanh, lão, từ, sắc pháp, không biết cảnh, phi tâm, bất tương ưng tâm, bất hòa hợp tâm, có tâm làm sở sanh, đồng sanh tồn với tâm, tùng thông lưu với tâm, bên ngoài y sinh. Gồm 22 phần này cho dễ biết, dứt xiển minh câu bất yếu hiệp giữ bất yếu hiệp